Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Wow, trời ơi, bà chủ ơi, bà chủ tính cho con thuê cái nhà này thiệt hả bà chủ? Trời, cái nhà nó to, nó đẹp, y hệt như căn biệt thự như thế này nè. Mà bà chủ cho thuê có một kim cương một tháng thôi. Trời, cái nhà này con tính ha mà cũng phải 100 kim cương một tháng á, chứ một kim cương một tháng sao mà đủ bà chủ. Trời, con không ngờ bà chủ lại tốt bụng như vậy á. Thấy con là sinh viên nghèo cho nên là quyết định cho con thuê giá rẻ đúng không? Cảm ơn bà chủ nhiều nha, trời đẹp quá à. Yes, lui tao nói cái này nghe nè con ơi. Dạ. Sao công bà chủ? Nhận. Nhìn con vừa nghèo vừa ngu mà còn vừa gì ta, vừa đần nữa. Ủa gì vậy? Sao tự nhiên bà chủ chửi con? Tính ra con nhìn mặt con cũng sáng sủa đẹp trai mà, cho nên bà chủ mới cho con thuê cái nhà này giá rẻ đúng không? Con đúng là thật là thông minh. Bây giờ con tới đây tao nói cho nghe nè. Tới đây. Dạ, đó, sao đây bà không chủ? Phải là cái nhà mà con thuê, mà cái nhà con thuê là nhà sau lưng con nè. Tan. Cái gì? Ủa, cái nhà mà bà chủ cho con thuê, ủa không phải là cái nhà bên này mà là cái nhà bên này hả bà chủ? Ôi trời ơi. Chứ sao một kim cương còn đòi hỏi gì nữa thằng kia? Trời ơi. Ủa? Nhà kia là 1.000 đô. Không không? Ủa gì kỳ vậy? Ủa bà chủ, con tưởng bà chủ thấy con đẹp trai với lại là sáng sủa lễ phép, bà chủ ăn thuê giá rẻ ai về đâu. Nhà bên này không phải mà là nhà bên này hả? Ủa, cái nhà gì đâu mà nhìn nó y hệt như cái chuồng heo vậy bà chủ. Vì sao con sống được bà chủ? Nghĩ sao vậy? Nhà này mà chuồng heo gì? Nhà này còn xấu hơn cái chuồng heo nữa. Kỳ cục. Gì kỳ vậy? Giờ làm sao? Bây giờ một là thuê chuồng heo ở, hai là không có chuồng heo mà ở. Chọn đây. Trời ơi bạn ơi, hồi nãy mình tưởng cái nhà mà mình được thuê là cái nhà ở bên kia, nguyên cái căn biệt thự to đùng luôn. Ai dè đâu mình chỉ được thuê cái nhà bé tí tẹo, thua cái chuồng heo bên này nữa. Nhưng mà nói chung mình có một kim cương thì thuê cái nhà rẻ là đúng rồi. Mình cũng là sinh viên nghèo mà, tiền đâu mà thuê nhà to. Dạ thôi được rồi, con cảm ơn bà chủ nhiều. Coi như là cho con thuê cái nhà này nha bà chủ. Rồi ok, thuê nha, tháng sau đóng nha. Thôi tao đi đây. Dạ. Lừa được thằng ngu. Ủa sao mà bà chủ thì cứ kêu mình ngu hoài, ta mình ngu đâu kỳ vậy. Nói chung là cái nhà này thôi cũng được. Để vô xem cái nhà sao đây. Trời, cái gì đâu mà nhà khói không bụi không vậy trời. Trời, cái nhà này chắc chắn là lâu lắm rồi không có ai ở cho nên là nó mới bụi như thế này nè bạn ơi. Trời, đúng thiệt mà, cái nhà này mà ai mà thèm ở. Để vô xem coi. Trời, cái gì mà rong rêu tùm lum la vậy. Trời, cái gì mà mạng nhà anh đóng tùm lum la vậy. Thôi, nói chung là sinh viên nghèo mà không có đòi hỏi được các bạn ơi. Cái nhà thế này có ở được rồi. Thôi bây giờ mình sẽ để cái túi đây đi. Ok, cái ba lô Hero Team mình mới vừa mua được ngoài shop Hero nữa bạn. Thôi, để mình lấy cái giường ngủ với lại mấy cái đồ ở trong rương ra để mình gọi là dọn dẹp lại cái nhà này các bạn ơi. Chứ cái nhà này á, nhìn nó bụi như thế này á, sống trong đây chắc là mình bị gọi là ung thư phổi luôn các bạn. Hết bụi riết rồi mà gọi là bệnh luôn á. Ok, thôi bây giờ mình phải đập nó ra thế này nè. Mấy bạn nhớ là phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ nha các bạn. Thì chúng ta mới gọi là có sức khỏe được. Ok, thôi để mình dọn dẹp đã. Ôi trời ơi, gì đâu mà rong rêu quá trời trời. Thôi, nói chung là một kim cương à, không có thể nào mà đòi hỏi được. Bà chủ cho mình thuê thế này là bà chủ cũng thương mình lắm rồi. Cũng sạch sẽ nè các bạn ơi, nói chung là cũng ok đó. Bây giờ mình sẽ để cái giường của mình đây nè. Cái giường màu xanh mà mình yêu thích. Giường ngủ đã có, lò nướng cũng đã có, rương cũng đã có. Cái gì đây? Hình như là cái bộ áo giáp của ai ngày xưa người ta để lại nè. Ui, thôi cứ để đây đi. Nói chung là cũng rộng rãi. Thôi, cũng ở vậy hết chắc cũng được rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đập cái ba lô của mình ra, sau đó mình để trên đây đi. Để lên đây, rồi. Uống miếng nước đã. Dọn cái nhà này xong là khát nước muốn chết luôn các bạn ơi. Thôi, đi ra ngoài chào hỏi hàng xóm một chút xíu coi. Không biết gọi là mọi người xung quanh đây. Mình thấy mọi người xung quanh đây ai nhà cũng giàu cũng đẹp hết trơn. Có mỗi nhà mình là bèo nhèo bạn ơi. Không biết mọi người có khinh thường mình, có ai thèm chơi với mình không nữa đây. Lo quá. Nhưng mà tính ra cái căn biệt thự ở bên kia hồi nãy mình tưởng là nhà của mình á. Nhìn nó đẹp ghê luôn á nha. Không biết biệt thự là của ai mà đẹp dữ vậy ta. Của ai kìa. Hôm nay đi chơi mệt quá à, chắc phải vô nhà kiếm gì ăn mới được. Thì ra căn biệt thự bên kia là của các bạn nữ bên kia các bạn ơi. Wow, không biết cái bạn này là con nhà ai mà giàu dữ ta. Hello bạn. Hi. Ủa,
Ui, các bạn ơi, hình như bạn nữ đó đang chào mình thì phải. Ôi, trời, chết, trời ơi, tự nhiên không chào mình chi, mình ngại quá ta. Mấy bạn nhìn mình giùm coi, nhìn thấy mình có đẹp trai chưa, nhìn thấy mình có gọn gàng không chứ. Tự nhiên không bắt chuyện bất ngờ quá, mình hồi hộp á. Chắc cũng đẹp trai rồi. Okay. Chào bạn nha, mình mới vừa chuyển nhà tới đây. Chào bạn, mình tên là Phong Cận. Ủa, vậy là ngôi nhà đằng sau là của bạn hả? Đúng rồi, cái nhà này mình mới vừa thuê á. Bạn thấy nhà mình đẹp không? À. Ủa? Trời đất ơi trời, người gì đâu, nhìn thì mặt cũng đẹp trai sáng sủa này nọ, mà ở cái nhà như cái chuồng heo. Trời ơi, mắc cười quá trời. Ê ơi, các bạn, bạn nói gì vậy? Trời ơi, con gái gì đâu mà vô duyên dữ vậy trời. Tự nhiên không kêu cái nhà mình gọi là giống y hệt cái chuồng heo. Ồ, mà đúng rồi, giống cái chuồng heo thiệt các bạn ơi. Nhưng mà kỳ cục quá, con gái lứa ở đâu mà vô duyên quá à. Thiệt luôn á, chưa gì mà tính qua chào hỏi hàng xóm mà chưa gì là thấy con người vô duyên rồi, tôi không muốn nói chuyện rồi đó. Thôi về phòng ngủ các bạn ơi, nguyên ngày hôm nay đi kiếm nhà mệt muốn chết rồi. Thôi đi ngủ luôn, không thèm quan tâm nữa. Anh hứa là yêu em suốt đời, yêu lắm đó nha. Anh hứa là yêu không nuốt lời. Anh hứa là yêu em... Cái gì? Yêu quái phương nào? Tôi đang nghe giọng của yêu quái phương nào vậy? Khoan từ. Ủa? Làm gì có yêu quái nào? Ủa, hình như cái giọng này là giọng của ai đang karaoke thì phải. Ủa, gì kỳ ta? Đâu đi xem coi. Trời ơi, cái gì mà giờ này đến tận 12 giờ đêm mà còn karaoke sùm vậy trời. Ủa mà tính ra mình ngủ cũng nhiều quá ha. Mình ngủ đến tận buổi trưa đến tận 12 giờ đêm luôn các bạn ơi. Ủa trời ơi. Ủa mà khoan, bây giờ 12 giờ đêm mà ai còn karaoke vậy? Ồ ào vậy, từ từ, có phải nhà bên đây không ta? Hình như không phải nhà bên này, hay là nhà bên kia? Ủa, không phải luôn, vậy nhà ai vậy? À, thấy rồi nha. Thì ra là các bạn nữ vô duyên hồi sáng nè các bạn ơi. Trời ơi, đúng thiệt là vô duyên luôn á. Giờ này 12 giờ đêm mà trời tới thui rồi nè, mà vẫn còn karaoke không để cho ai ngủ nữa. Mình phải qua bên nhà để mình la cho một trận mới được. Anh quá trời. Trời ơi, ồn ào quá trời quá đất luôn á. Ê, bạn gì ơi, cuộc đời không ơi cách xa. Trời ơi, cách xa. Ủa? Cái gì? Trời ơi, bạn ơi là bạn. Bạn biết giờ này là mấy giờ mà còn karaoke sùm vậy? Nè, tôi nói bạn nghe, nhà của tôi là nhà cho người ở chứ không phải là nhà chuồng heo nha. Đừng nói gì nha, xúc phạm nha. Mà tôi nói bạn nghe nè, sao tự nhiên giờ này 12 giờ đêm tới thui rồi mà bạn còn karaoke sùm vậy? Bạn biết là bạn karaoke vậy là phiền đến hàng xóm đúng không hả? Vậy tôi karaoke trong nhà tôi chứ tôi đâu karaoke nhà bạn đâu mà phiền, đúng không? Trời, cái gì đâu mà ngang ngược vậy trời. Bạn ca trong nhà bạn nhưng mà nó vang ra bên nhà hàng xóm, người ta không ngủ được, hiểu không? Một tí nữa người ta báo công an bắt bạn bây giờ, tin không? Trời đất ơi trời, có ai cấm cái bộ luật là cấm karaoke trong nhà lúc nửa đêm không? Có cái luật đó không? Không có tôi còn hát đó thì sao? Con người gì đâu mà ngang ngược vậy trời. Tôi nói bạn nghe nè, bây giờ mà bạn không chịu dừng hát nha, tôi đập luôn cái dàn karaoke của bạn á, tin không? Trời ơi, đập mà chắc tôi sợ à. Cậu mà đập dàn karaoke của tôi mét chị tôi cho mà xem, đừng có hòng. Hả? Cái gì? Mét chị à? Trời ơi mấy bạn ơi, đòi mát chị kìa, trời ơi lớn rồi mà còn chơi mát chị kìa. Ơi, nhưng mà tôi nói bạn nghe nè bạn ơi, chị của bạn á cũng là con gái thôi, làm gì được tôi, trời ơi tôi sợ quá, mát hộ. Thách thức tôi đúng không? Được rồi, thách cậu đứng luôn nói á, thách chị luôn con người á. Rồi. Trời ơi mát chị hộ đi. Thôi mấy bạn ơi, các bạn nghĩ coi. Ơi, một người con gái thì mình cũng không sợ mà hai người con gái thì mình cũng có gì đâu mình phải sợ đúng không? Tại mình là con trai mà. Ra ngoài đây ha, mình tí nữa mình ra ngoài đây mình la cho hai chị em khóc luôn. Ôi mát chị đồ đã sai còn mày đặt mát chị. À kêu chị đó hả? Đâu chị đâu? Ủa? Hai em chào chị. Ai ai chị ơi, tha em từ đây. Ai à, ai à, đâu ai à, chị ơi tha em. Trời ơi đau quá. Mấy bạn ơi, hai chị em nhà này đúng thiệt là khó ưa mà. Đã hát karaoke ông sùm rồi, qua nói có một câu thôi mà quýnh người ta bầm con mắt luôn mấy bạn ơi. Còn gì nữa là khuôn mặt đẹp trai của mình. Tức quá mà. Không được, không thể nào chấp nhận và tha thứ cho hai chị em nhà này được các bạn ơi. Tôi sẽ trả thù. Bây giờ ha, nếu như mà mình không thể nào quýnh lại bà chị thì thôi được. Mình đã có cách.
Lần này tôi sẽ sử dụng đến tuyệt chiêu của tôi. Tôi sẽ cho hai người biết thế nào là phong cận. Hai người giáp quýnh tôi bập mắt. Mấy bạn ơi, từ nãy đến giờ mình đã đứng ở đây 3 tiếng đồng hồ rồi. Để làm gì mấy bạn biết không? Mình đã quan sát một hồi thì mình đã phát hiện một điều, đó chính là bạn nữ, cái bạn nữ mà vô duyên á, mấy hôm qua á bạn đã đi học mất tiêu rồi. Còn chị của bạn ấy đã đi làm rồi. Cho nên đã đến lúc để mình có thể trả thù, mối thù bằm mắt này rồi các bạn ơi. Đây các bạn hãy nhìn trên tay mình đây. Các bạn biết cái này là gì không? Đây, xin giới thiệu bạn, đây chính là mắt mèo á bạn ơi. Các bạn biết mắt mèo để làm gì không? Mắt mèo á là khi chúng ta chạm vô chúng ta sẽ bị rất là ngứa luôn các bạn, bạn hiểu không? Đó, chạm vô là ngứa ngứa ngứa, gãi mà không bao giờ hết luôn á. Bây giờ ha, mình sẽ lẻn vào trong nhà, sau đó mình sẽ bôi mắt mèo lên trên ghế nè, lên trên giường ngủ nè. Bôi lên trên bàn học nữa kiểu để cho hai chị em nhà đó ngứa ngáy, gọi là gãy không bao giờ hết luôn, khóc suốt luôn. Thôi được, mình sẽ trả thù. Lần này tôi không có gọi là bỏ qua đâu nha. Hình như là cửa không khóa. À biết ngay mà. Đúng thật là đản chí. Wow, cái nhà gì đâu mà đẹp dữ vậy ta. Để mình vô xem coi. Ui, nhà giàu dữ à trời. Cái tivi to hơn cái nhà của mình luôn các bạn ơi. Cái tivi mà to bằng cái nhà của mình luôn các bạn. Trời ơi, bự dữ trời. Ôi, bạn, tính ra mình vô đây để trả thù chứ mình không có vô đây để ăn trộm ăn cắp gì hết, cho nên là không được. Không được không được. Không được, đi lung tung, phải đi lên trên lầu. À thì ra đây chính là khuôn mặt của bạn nữ đó sao. Nhìn mặt cũng gọi là xinh xắn đáng yêu á, mà sao mà vô duyên quá vậy trời. Nhưng mà con gái ăn lưới ở đâu mà chụp ảnh cầm súng cái kiểu nhìn ghê quá vậy. Ôi, nhìn có vẻ hung dữ bạn ơi. Không biết mình có nên đụng đến bạn nữ này không ta. Nhiều khi bạn nữ ấy biết là mình chát mắt mèo xong bạn ấy quýnh mình luôn sao ta. Mình cũng hơi sợ sợ nha. Ờ nhưng mà thôi, chắc không sao đâu. Để mình lên trên lầu coi. Bây giờ mình sẽ lên trên lầu, mình bôi mắt mèo lên trên giường của bạn đó nha bạn nha. Ủa gì đây? À, nhà bạn ấy có nuôi một con mèo. Ôi, trời, cái mặt con mèo gì đâu mà nhìn nó ngáo dữ vậy trời. Ôi, một con mèo màu cam. Trời ơi, đúng thiệt ha, chủ nào tới đấy. Con mèo này nhìn cái mặt của nó ngáo ơi là ngáo luôn bạn ơi. Trời ơi, mèo con ơi, ngoan nè, đi ra chỗ khác để cho anh vô, anh chét mắt mèo lên trên giường của cái bà chị vô duyên đó nha. Ok nè, ngoan nè, đi ra chỗ khác nè, ngoan nè, ngoan nè. Ai ai trời, cái con mèo này, ai trời, đâu à, đâu à, ai con mèo này, cút ra chỗ khác. Trời ơi mấy bạn ơi, con mèo này nó cào mình mấy bạn ơi, thiệt luôn á. Đúng là chủ nào tớ đấy, đúng là chủ đã hung dữ thì con mèo cũng hung dữ theo bạn ơi, nó cào mình. Trời ơi là trời, bị đấm đau mắt rồi bây giờ còn bị cào nữa, còn gì là khuôn mặt đẹp trai của mình nữa. Đúng thật là không thể trả thù là không được mà bạn ơi, tôi khổ quá mà. Thôi được, đã đến mức này thì mình đành phải dùng chiêu thức trả thù gọi là ghê gớm nhất, kinh khủng nhất. Tôi sẽ không bao giờ tha cho chị em nhà này đâu. Tức quá mà, con mèo đáng ghét. Ok các bạn ơi, mình lại tiếp tục nghĩ ra thêm một cái cách mới để trả thù cái con bé đáng ghét này rồi các bạn ạ. Đây, mình sẽ cho bạn xem nha. Ở đây mình đã chuẩn bị cho mình một cái hộp quà, một quả TNT, thêm cả đá đỏ và cần gạt nữa bạn ơi. Mấy bạn biết mấy cái này để làm cái gì không? Đây, mình sẽ cho bạn xem nha. Đầu tiên nè, mình sẽ mở cái hộp quà ra, sau đó mình sẽ bỏ cái quả TNT vào bên trong. Rồi ok, để ngụy trang các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đem qua bên nhà nè, mình để trước nhà, và sau đó mình sẽ nối dây đá đỏ về nhà mình để làm gì các bạn? Mình sẽ để một cái cần gạt ở bên đó, và khi mà mình chưa gạt cái cần gạt một cái thì ngay lập tức cái hộp quà này nó sẽ nổ và banh cái nhà luôn. Và như vậy thì sẽ không còn cái dàn karaoke để cho con bé đáng ghét đó có thể hát được nữa bạn ơi. Không thể làm phiền hàng xóm được nữa. Ok rồi, bây giờ thì mình sẽ nối dây điện về nhà mình nha bạn nha. Nối dây điện nè. Kiểu này ha, là thế nào cũng sẽ phải khóc lóc qua xin lỗi mình cho mà coi. Ok ok, bây giờ mình sẽ nối qua bên đây đi. Đây, có cái bãi cỏ này nè, mình sẽ nối đằng sau đây nè. À, rồi ok, sau đó mình sẽ núp ở đây. Mình núp ở đây nha bạn nha. Ok, sau đó mình để cần gạt vô. Rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần gạt nữa là xong rồi. Lạ lạ lạ, hôm nay đi chơi vui có ta, lạ lạ. Ủa gì đây? Ủa quà ai tặng mình mà đẹp dữ vậy? Ôi, dễ thương, dễ sợ luôn à. Đặt trước cửa nhà mình luôn. Ôi, ngại hết sức luôn à. Ủa, mà khoan, tự nhiên có món quà đặt trước cửa nhà mình. Ai vậy ta? Không lẽ? À, hiểu rồi.
thôi là do cái tên nhà như trường heo tặng mình chắc luôn. Làm lỗi với mình nè, tặng quà xin lỗi chứ gì. Nghĩ sao vậy, tặng món quà nè tôi hết giận mà. Còn mơ, trả quà luôn nè không thèm. Hi, si. Bây giờ mình chỉ cần gạt cái cần gạt này một phát thì 3, 2, 1 là nổ banh cái nhà luôn. Ok, hãy xem ta đây con bé đáng ghét kia. 1, 2, 3. Cái nhà của tôi. Oh, no. Ủa, chuyện gì vừa xảy ra vậy? À, trời ơi, chết tôi luôn rồi bạn ơi. Ủa, sao cái nhà bên kia không bị gì mà cái nhà của mình bị nổ là sao? Trời ơi, cái gì vậy? Rồi xong tôi luôn, kiểu này là tôi phải đền tiền nhà cho bà chủ. À, trời ơi, mới ở được có ngày mà nổ bánh luôn cái nhà luôn. Trời ơi, cái gì vậy? À, ông trời ơi, sao bà tôi xui quá vậy? Hello team, hello team.